Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch ni sư trụ trì chùa Vạn Hạnh, kính thưa sư cô, kính thưa quý Phật tử thân mến. Buổi sáng hôm nay ngày 11 tháng 2 năm Giáp Thìn là khóa tu thường nguyệt tại đạo tràng chùa Vạn Hạnh. Lời nói đầu tiên, con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ vấn an sức khỏe của ni sư cùng với sư cô và gửi đến quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng lời chào trân kính nhất. A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử thân mến, trong cuộc sống đời thường, quý vị hàng ngày phải lo cơm áo gạo tiền, còn lo cho gia đình. Nhưng mà quý vị đã gác bỏ hết mọi thế duyên để dành thời gian quý báu trở về nơi đạo tràng tham dự khóa tu. Vì vậy, quý Phật tử hãy để tâm thanh tịnh, lắng lòng nghe học Phật Pháp để bản thân của mình được lợi ích. Cái giá trị của Phật Pháp sẽ giúp cho chúng ta sáng tỏ hiểu rõ hơn về quy luật của cuộc đời, thấu rõ được sự vô thường vô ngã của kiếp sống này, và cũng cho chúng ta có được ánh sáng trí tuệ để nhìn thấu hiểu rõ về đạo lý nhân quả, để tự mình quyết định làm chủ cuộc đời mình. Ta trồng dưa ta được dưa, ta trồng đậu ta được đậu, ta gieo nhân nào ta sẽ gặt hái quả báo đó. Trên con đường tìm về bến giác, chúng ta nhận thấy rõ mình giống như thân phận của một người lữ khách trôi lăn, với cuộc hành trình không định hướng sẽ về đâu, cứ mãi nổi trôi, xuôi ngược, lang thang nơi ba cõi sáu đường. Dông ruổi trong kiếp luân hồi nhiều hệ lụy này, tấm thân của chúng ta chẳng khác nào như thân phận của người lữ khách mịt mờ chưa biết lối đi. Hôm nay ta có đầy đủ thắng duyên, được thân cận tâm bảo, được nghe học chánh pháp, hiểu biết được lời dạy của Đức Phật rồi, thì khổ vui trong cuộc đời này do chính chúng ta gieo trồng cái nhân đó các vị ạ. Do đó quý Phật tử hãy phát tâm phát nguyện thật là mạnh mẽ. Phát tâm phát nguyện điều gì vậy? Nguyện thực hành theo lời Phật dạy, sống đúng theo chánh pháp, để tránh xa những điều xấu ác, để gieo trồng nhân tốt lành. Nương nơi nhân hạnh đó mà đời sống hiện tại chúng ta được thâm tịnh an lạc, và ngày bỏ báo thân này ta được sanh về tịnh độ cực lạc, được không các vị? Nếu quý vị đã phát tâm như vậy rồi thì trên con đường trở về cực lạc, cuộc hành trình đó, chúng ta cần phải chuẩn bị và phải thực hiện những điều gì trên cuộc hành trình để trở lại cố hương. Hôm nay con xin mạn phép mượn lời Phật dạy, mượn lời khai thị của chư tổ Tịnh Độ Tông để kính chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử đây qua đề tài hành trình trở lại cố hương. Nghe đến đây quý vị đừng sợ nha. Đừng nói rằng tôi chưa muốn đi về. Nếu mà quý vị không muốn về thì thôi, không dám đề cập đến. Nhưng quý vị đã quyết định chọn con đường trở về cố hương cực lạc thì quý vị hãy chuẩn bị cho cuộc hành trình. Vì một cuộc hành trình nào cũng vậy, đòi hỏi người lữ khách phải chuẩn bị chu đáo những tư lương cần thiết cho cuộc hành trình mà ta đang thực hiện đây. Thì quý Phật tử đã chọn hành trình trở lại cố hương cực lạc, có đúng vậy không các vị? Khi quý vị đã chọn con đường này rồi, thực hiện cuộc hành trình để trở lại cố hương cực lạc, thì cái điều căn bản đầu tiên là quý Phật tử phải có đầy đủ lòng tin đối với đạo lý nhân quả. Đừng phó thác cuộc đời mình cho bàn tay của định mệnh an bài sắp đặt, cũng đừng giao phó cuộc đời số phận của mình cho thần linh thượng đế, mà tất cả chúng ta đây phải là người chủ để tự quyết định cuộc đời mình và tự chọn
cho mình một con đường lý tưởng để đi. Trong kinh Pháp Cú câu số 75, Đức Phật có dạy như sau: một đường đến thế gian, một đường đến Niết Bàn là người đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Xin hỏi quý Phật tử đã ý thức chọn con đường đi theo danh lợi ở thế gian hay là chọn con đường Tây Phương Cực Lạc? Quý vị hãy chọn đi. Chọn con đường nào đây các vị? Chọn con đường Tây Phương. Xin chúc mừng các vị đã chín chắn chọn con đường Tây Phương. Và hành trình để trở lại cố hương Tây Phương Cực Lạc đó, thì quý vị nên nhớ rằng con đường mình đi không phải lúc nào cũng bằng phẳng, không phải lúc nào người ta cũng trải chiếu bông lót đường cho mình đi đâu. Mà con đường của chúng ta đi nó còn đầy dẫy những chướng ngại vật, hầm hố, chông gai, chổi, sỏi đá, thậm chí có những tên giặc, tên cướp nó rình mò ở bên đường, nó chờ cơ hội để cướp đi thánh tài công đức vô lậu của chúng ta. Có những tên giặc rình mò để nó giết hại giới thân huệ mạng của ta. Cho nên quý vị phải có đầy đủ mắt tuệ để nhìn thấy rõ, thấy rõ đâu là giặc, đâu là bạn và đâu là giặc nha. Trên con đường ta đi thì ta mong muốn rằng có những người bạn đồng hành với mình, đúng không các vị? Nhưng mà ai là bạn đồng hành và ai là những tên giặc có thể cướp đi những công đức vô lậu của mình? Ai là những tên trộm len lén để vào nhà chúng ta trộm những tài sản công đức quý báu của ta? Quý vị phải nhận ra rõ. Nếu như quý vị không nhận ra rõ được thì coi chừng mình nhận giặc làm con, giống như tinh thần của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật thường nói đừng nhận giặc làm con nghe các vị. Nếu nhận giặc làm con, nuôi chứa nó ở trong nhà, nó sẽ phá hoại chúng ta, nó sẽ giết hại chúng ta đó các vị. Vậy thì quý vị có biết ai là giặc, ai là bạn, ai là thù, ai là những cái tên mà nó lén lút, nó chờ cơ hội để nó xông vào nhà chúng ta, để nó rình mò, nó cướp đi những công đức vô lậu của ta? Quý vị phải nhận ra rõ ai vậy. Nó không ở bên ngoài đâu các vị ơi. Nó tiềm tàng ở trong tâm của chúng ta, những cái tâm ma đó. Nó xúi dục mình đủ thứ hết. Có lúc nó xúi dục mình, trên đời này không có tội phước, không có nhân quả gì hết trơn, không có công bằng gì hết. Tại sao người ăn không hết, kẻ lần không ra? Vậy thì mình thích cái gì, mình ưa cái gì, mình cứ tìm cách đủ mọi thủ đoạn để chiếm hữu, chiếm đoạt, chiếm dụng đem về phần mình đi. Tại sao không có công bằng với mình vậy? Nó xúi mình vậy đó. Nhưng mà lúc này quý vị không nhận diện ra, bởi vì thiếu trí tuệ sáng suốt, không nhìn thấy rõ sự vô thường, vô ngã, quyển hóa của các pháp hữu vi, không nhìn thấy rõ khi chúng ta đến đây, khi chúng ta sanh ra, khi chúng ta có mặt trên cuộc đời, chúng ta có mang thứ gì vào đời không? Ta đến đây có mang cái gì vào trong cuộc đời này không các vị? Không. Cha mẹ chúng ta sanh ta ra, ta trần trụi không có một miếng vải che thân nữa, không mang cái gì đến, thì ngày chúng ta trở về cũng vậy. Nên nhớ nghe các vị, ta cũng chẳng mang theo được cái thứ gì, nhà cửa, ruộng vườn, tiền bạc, tài sản, danh vọng, địa vị, người thân, bỏ lại hết. Thậm chí cái thân này nè, cái thân này mình nói tôi nè, ta nè, cũng phải trả về cho đất nước, gió lửa, đúng không các vị? Chỉ cần quý Phật tử có chánh tri kiến để nhìn thấu rõ được điều đó, thì ngay bây giờ chúng ta mượn cái giả, mượn cái thân giả này nè, mượn cái thân do duyên sinh giả hợp này để tu tạo những công đức, để thực hiện cái cuộc hành trình trở lại cố hương. Mượn cái thân giống như một cái cổ xe để vận chuyển đưa mình đi về các vị ơi. Và trên cuộc hành trình chúng ta trở lại cố hương đó, thì quý vị hãy cẩn thận đề phòng những tên giặc, những tên trộm, những ma, những ác ma nó đang rình rập một bên, nó phá hoại mình đó các vị. Phải nhận diện một cách rõ ràng. Con nói thí dụ, trong lúc mình đang
hạ thủ công phu đi chùa, ăn chay, niệm Phật, cái tâm ma của chúng ta nó xuất hiện và nó khởi nghĩ như thế này: đi chùa có lợi ích gì? Ăn chay có lợi ích gì? Tụng kinh niệm Phật có lợi ích gì? Tôi thấy đầu trên cũng có bà hai, sấm dưới cũng có bà tám, mấy bà đó có đi chùa, có ăn chay, có niệm Phật gì đâu. Chẳng những như thế mà mấy bà tối ngày cờ bạc nè, thị phi nè, đi nói xấu người này, nói xấu người nọ, sát sanh hại vật. Mà sao mình thấy mấy bà hai, bà tám đó, xong mà bà mạnh, má mạnh không thể nào mình có thể so bì với sức khỏe của bà ta. Còn mình biết đi chùa, mình biết ăn chay, biết niệm Phật, biết phóng sanh cứu vật, sao mình đau ốm rề rề, có nhân quả, có công bằng gì đâu. Chúng ta có khi khởi lên cái tâm ý suy nghĩ như vậy, đó là chúng ta thiếu đi niềm tin đối với đạo lý nhân quả. Đó là chúng ta không có được chánh tri kiến đó các vị ơi. Sở dĩ bà hai, bà tám, đầu trên sấm dưới, không biết ăn chay niệm Phật đi chùa, vẫn tạo những ác nghiệp, mà bà hai, bà tám vẫn mạnh khỏe sống bình yên. Cái mạnh khỏe sống bình yên của bà hai, bà tám đó là cái kết quả do từ cái nhân trong quá khứ bà hai, bà tám đã từng gieo cái nhân tốt lành, không giết hại chúng sinh, thường phóng sinh cứu vật, cho nên bà hai, bà tám mới có được cái quả phước sức khỏe và tuổi thọ. Còn hôm nay chúng ta mang cái thân này bệnh tật rề rề, dù chúng ta biết đi chùa, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, nhưng mà vẫn đau ốm bệnh hoạn rề rề, thì chúng ta cũng biết rõ đây là quả báo từ nghiệp nhân xấu ác mình đã gieo trồng trong quá khứ. Mình gieo cái nhân nào mình gặt hái quả báo đó. Chúng ta không gì nhìn thấy bà hai, bà tám chẳng có tu hành gì, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống an vui, mà chúng ta cho rằng nhân quả không công bằng. Nhân quả sao mà nó không tương ưng? Có khi nào nhân quả nó bị trục trặc không? Xin trả lời một câu: nhân quả rất công bằng, nhân quả xưa nay rất nhiệm màu, nhân nào quả nấy lý cao sâu, gieo nhân gặt quả không sai chạy, nhân quả công bằng có thiên vị ai đâu. Chẳng qua là chúng ta chỉ nhìn thấy nhân quả nó có một chiều là trong kiếp hiện tại thôi, nhưng mà nhân quả nó đa chiều, nhân quả nó thông cả ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Ta nhìn vào cái quả hiện tại ta gặt hái đây, ta biết được cái nhân đời trước chúng ta đã tạo cái gì. Ta nhìn vào cái nhân hiện tại ta đang gieo trồng đó, ta biết được cái quả tương lai của ta ra sao. Ta là người chủ tự quyết định cuộc đời mình, sướng, khổ, vui, buồn, đó là do chúng ta gieo trồng cái nhân, chứ không phải do trời nào mang đến, hay là không phải do thần linh thượng đế nào ban tặng cho ta những niềm vui, cũng không phải do ai đem đến những nỗi buồn đau khổ cho ta, mà do nhân quả chính mình, đúng không các vị? Hiểu được điều đó rồi thì quý Phật tử sẽ sống rất là an lạc. Thí dụ gặp nghịch cảnh chướng duyên đến với mình, cái quý vị nở nụ cười và nói rằng: ai biểu ngày xưa, ngày xưa tạo tội tạo nghiệp, giật nợ giật hụi người ta quá nhiều, bây giờ nợ nần nó đến nó đòi trốn đường nào? Có không? Có nợ đến đòi không các chị? Con cháu người thân trong gia đình chúng ta không ai xa lạ, toàn là nợ nần vay trả thôi các vị ơi. Đến đây để đòi nợ thôi, báo ân, báo oán, trả nợ và đòi nợ, không ngoài bốn cái duyên đó. Cho nên Đức Phật thường bảo tất cả chúng ta gặp nhau ở giữa cuộc đời này không ngoài tứ duyên tương hội. Nhưng con kính gửi cho quý vị một lời khuyên rằng: ta là người học Phật, tu Phật, rõ thấu nhân quả rồi, thì dù cho gặp hoàn cảnh trái ngang, không vừa lòng, không vừa ý, chúng ta vẫn hoan hỷ vui mà trả nợ, được không các vị? Được không? Còn nếu như do cái nhân đời trước mình biết tu phước, mình biết tạo phước, mình tạo cái nhân lành, đời này mình gặp những điều hạnh phúc, an vui, thuận lợi, thì chúng ta cũng vui vẻ hoan hỷ mà hưởng phước. Nhưng trong lúc hưởng phước nên nhớ xài ít ít chút xíu, chừa cái phước báo đó để làm gì?
để chia sẻ cái phước báo của mình cho chúng sanh khổ nạn, đem cái phước báo đó để dành vào cái ngân hàng để đủ tiền mua một vé về Tây Phương, được không các vị? Đừng xài hết phước nghe các vị. Nên biết tiết kiệm cái phước báo và biết tu phước, tích phước thật là nhiều, để nhờ cái phước đó mà chúng ta tiêu trừ được tội nghiệp, ác nghiệp. Nhờ cái phước nghiệp đó tiêu trừ tội nghiệp, ác nghiệp trong quá khứ, để giúp cho chúng ta sống đời bình an, hạnh phúc. Và nhờ quý vị biết tu phước đó đó mà chúng ta tích chứa được một chút hành trang để làm tư lương ngày trở về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị có được tiền công đức phước đức đó mà đủ tiêu chuẩn dự vào chính phẩm sen các vị ơi. Trên cuộc hành trình để trở lại cố hương Cực Lạc bằng niềm tin đối với đạo lý nhân quả, quý Phật tử hãy tự làm chủ cuộc đời mình, được không các vị? Làm chủ chính mình nha. Đừng cái để cho nó xúi dục mình đi vào con đường sai trái tội lỗi, nó xúi bậy mình lắm đó. Mình đang ngồi niệm Phật cái tâm thanh tịnh vậy nha, nó nói ngồi đây chi dạ, đứng dậy đi, đi xuống dưới bếp coi bữa nay ni sư cho ăn gì vậy, đi xuống dưới bếp coi tìm cái bà bạn mình bữa nay bà có đi chùa không, và đi dạo dạo vòng vòng chơi, ngồi đây làm chi cho nó nhức nó mỏi. Nói tới nó lui cũng nhân quả tội phước vậy thôi, tôi nghe hoài tôi mắc chán lắm rồi. Nó có khi nó xúi mình vậy đó. Mà nó là ai vậy? Nó là ai các vị có biết không? Nó chính là những thứ ác ma, không phải ở bên ngoài, mà nó ẩn tàng, ẩn núp ở trong tâm của chúng ta. Ta gọi là tâm ma đó các vị ơi. Nó xúi mình vậy đó. Mà khi nó xúi mình vậy, cái mình tự nói lại nha, chị Hai ơi, chị Hai, bữa nay chị Hai bỏ thời gian quý báu không ở nhà, nếu mà ở nhà mình làm những điều lợi ích cho gia đình mình để té ra tiền, té ra bạc. Chị Hai chọn con đường đó là đi vô chùa để hôm nay tham dự khóa tu, mà giờ này chị Hai còn muốn nhiều chuyện nữa hả? Muốn xuống dưới tán dóc nhiều chuyện hả? Rồi hay là chị Hai muốn kiếm cái gì ăn hả? Ở nhà mình đầy nhóc đồ ăn, mình ăn đâu có nổi, ăn đâu có vô đâu. Sao bữa nay mình đến đây để mình thọ dụng cái thực phẩm giá trị đó là Phật Pháp để nuôi dưỡng giới thân huệ mạng của mình, mà tại sao lại xúi tôi, xúi dục tôi, khiến cho tôi không còn ưa thích cho cái việc tu học chánh pháp để rủ rê tôi, để tôi làm quyến thuộc của các anh các chị sao? Không dám đâu, tôi không có nghe lời đâu, nói phải nói đúng thì tôi nghe, mà xúi dục bậy bạ no, không nghe, được không các vị? Được không? Tự nói với mình không nghe. Bởi vì cái đó là cái tâm ma đó các vị. Mà nếu trong tâm của các vị có sự tỉnh thức giác ngộ, đó là có Phật, Phật là giác nha. Mà nếu thiếu đi cái sự tỉnh thức giác ngộ thì ma nó sẽ len lỏi vào, nó xúi dục mình. Thì quý Phật tử muốn mình sống chung với Phật hay là muốn sống chung với ma? Quý vị chọn lựa đi, muốn sống chung với Phật hay là ma? Phật nha, thì nhớ Phật, niệm Phật nghe các vị. Và sống với một đời sống tỉnh thức. Tỉnh thức đi các vị. Cuộc đời, một đời người của chúng ta trôi qua rất là nhanh, mạng người chỉ trong hơi thở thôi. Quý vị biết không, mấy ngày nay ở chùa của tụi con ha, vừa có một sư cô đi về nhà ký giấy tờ, cái bị xe nó cán dẹp hết cái bánh chè, đưa vào trong bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Vừa xong, vừa sắp xếp người đưa quý cô đi vào bệnh viện xong, rồi lại có một sư cô đi đến bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh rồi chết tại bệnh viện trở về. Giờ đang làm đám ở bên đó, có 43 tuổi thôi các vị. Mà trước khi cô đi là cô đã biết rồi, tại vì cô bệnh nhiều lắm. Trước khi xuất gia, lúc tuổi còn nhỏ, gia đình nghèo, cô đi bán cá, đi theo mẹ của mình đi bán cá, sát sanh kinh khủng lắm. Cho nên khi bước vào tu mới có 3 năm đầu thôi là bắt đầu bệnh dài dài cho tới bây giờ luôn. Tu mười mấy năm trong chùa rồi đó, mà bệnh dài dài không có ngày nào mà khỏe hết trơn.
Rồi vừa rồi thì đi khám định kỳ thì cậu biết trong người cậu có biết rồi. Cậu mới nói hôm trước cậu đi khám bệnh, cậu có mượn ai ít tiền để cô đi khám bệnh ở chùa tụi con đều cho hết, lấy tiền Tam Bảo lo hết. Nhưng mà cậu bệnh nhiều quá, tiền thuốc men quá nhiều, cho nên cậu cứ ngại. Rồi cứ cậu mượn người này, mượn người kia. Xong rồi đến ngày mà cậu đi khám bệnh, cậu biết trong người là không về được rồi, cậu giải quyết trả nợ nần. Xong cái người mà cậu mắc nợ nhiều nhất là cái chuyện mà cậu đi khám bệnh lâu dài 3 tháng trời nằm trên bệnh viện Chợ Rẫy đó. Ở đây chúng con cho người nuôi, vậy mà cậu cứ mua thuốc này thuốc nọ, tại vì con người nó không có khỏe, cho nên cứ mua thuốc để uống. Rồi cái cậu mắc nợ, cái cậu nói còn cô, cái số tiền của cô tôi mắc nợ cô tiền thuốc men đó ha, để tôi chết rồi sư phụ trả cho cô. Nói vậy đó, cậu dặn trước vậy đó. Cho nên khi mà hồi hôm chở cậu về thì cậu vừa đưa cậu vô là tụi con là con cầm 33 triệu trả tiền thuốc men cho cậu đó, trả cho cái người mà cậu mượn. Nói nè, trả xong rồi cô nhẹ nhàng theo Phật về Tây Phương, trên hành trình trở lại cố hương đừng dương vấn gì nữa nha. Rồi từ đây dứt lìa sanh tử nổi trôi, Tây Phương Cực Lạc một ngôi đã sẵn dành rồi. Đi về đi cô ơi, cuộc đời này có hợp có tan, có đến có đi, và không ai bảo đảm là mình sống đến 100 năm đâu các vị. 100 năm kiếp sống như một phút chỉ hơi tàn, công danh sự nghiệp giống như án mây tan, phú quý vinh hoa dường như cơn gió thoảng vậy đó các vị. Thấy rõ hiểu rõ được sự sống chết vô thường kia, quý Phật tử bằng niềm tin đối với đạo lý nhân quả, nguyện dứt các điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện nhất tâm niệm Phật để có đủ hành trang thực hiện hành trình trở lại cố hương, được không các vị? Chuẩn bị trước hết đi. Rồi khi mà hết duyên, duyên trần mình đã mãn rồi, không còn vương vấn gì nữa, giải quyết xong hết rồi thì nhẹ nhàng thanh thản ra đi. Của trần ta trả lại cho trần, nhưng bao nhiêu tội lỗi phần mình lãnh riêng. Nhớ rõ điều đó, đừng để tạo tội, đừng để gây nghiệp xấu ác nữa, được không các vị? Được không các vị? Rồi đâu phải vậy đâu. Hiện tại bây giờ ha, là một cô nằm bệnh viện là bị xe cán hết cái bánh chè, nát vụn hết rồi. Rồi giờ tới đang làm đám ở bên đó. Rồi sáng nay quý sư cô nói có một sư cô nữa là đưa vào bệnh viện cấp cứu, bị tim thở không nổi nữa rồi. Rồi đang hộ niệm cho một sư cô nữa già 70 mấy tuổi bị ung thư gan. Bị ung thư gan thời gian cũng khá lâu rồi. Cho nên ơi con nói đủ thứ chuyện trên đời, nhưng mà nó tới đâu mình tùy duyên mình giải quyết cái đó. Chứ bây giờ mình có ngồi đó mình lo cũng chẳng được cái gì, đúng không các vị? Mà cái gì nó đến nó sẽ đến thôi. Mình biết cái sự vô thường, sống chết là vô thường, cứ tùy thuận các duyên đi các vị. Các vị cũng tập sống y hệt như vậy, tùy thuận duyên nó đến rồi nó sẽ đi thôi. Mình biết rõ cuộc đời này đến đi sanh diệt vô thường rồi, sống cho có ý nghĩa. Nhiều lắm 100 năm cũng một kiếp người, ai rồi cũng phải sẽ đi thôi. Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa, để buổi xuôi tai miệng mỉm cười, được không các vị? Có nhiều vị nói với con như thế này: cô ơi, ở nhà người ta nha, người ta có bây giờ nè, mà người ta có 2 đứa con, lo cho 2 đứa con nó ăn nó học là ta đã đủ mệt rồi. Ở trong chùa cô nuôi chi tới 300 cô, cái người này đau, người kia bệnh, người nọ chết, người kia như thế này như thế nọ. Thế con nói vẫn biết là cái quy luật vô thường. Thì quý vị Phật tử nghĩ coi, có nhiều khi mình đi, mình hoằng dương chánh pháp, mình nói tất cả quý Phật tử hãy phát tâm tu hành, mà có lúc nói muốn chết, khô cả khổ họng, khô cả nước miếng, mà có lúc người ta còn không nghe. Mời gọi họ vô đây nghe mà họ không có nghe. Mà bây giờ có người ta phát bồ đề tâm, người ta muốn được tu mà mình không bắt nhịp cầu trợ duyên cho người ta tu. Vậy thì mình cảm thấy rằng với cái tâm hạnh của một người xuất gia hoằng truyền chánh pháp lợi lạc quần sanh, mình có lỗi với Phật, đúng không các vị? Chứ mình cũng đâu có muốn
lãnh vô làm chi, cỡ 300 người mà nay người này bệnh, người kia đau, người nọ chết, đủ thứ chuyện trên đời, nó mệt dữ lắm. Nhưng mà đó, cái đó là cái trách nhiệm của một người xuất gia tụng niệm truyền đăng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức đó các vị. Đức Phật đã từng dạy như sau: giả sử đảnh đới kinh trần kiếp, thân vi sàng tòa biến tâm thiên, nhật bất truyền pháp độ sanh, tất cánh vô năng báo ân giả. Giả sử như đầu của chúng ta đội Phật trăm ngàn kiếp, lấy cái thân của mình ra trải dưới đất để cho Phật ngồi lên, nhưng làm như vậy cũng chưa đền trả đủ ân đức của Phật. Chỉ có cái việc hoằng pháp lợi sinh mới trả được mà thôi các vị ơi. Cho nên có những lúc bận rộn công việc Phật sự rất là nhiều, nhưng mà đối với đạo tràng giảng kinh thuyết pháp thì con không bao giờ bỏ. Như hôm nay ở tại chùa chúng con, đâu phải chỉ một sư cô chết đang hộ niệm, mà còn có một cái buổi lễ cúng dường trai tăng, mà gia đình cô chú đây lại phát tâm muốn cúng dường thiên tăng nữa các vị. Nhưng con thì thỉnh mời ở nơi khu vực của tỉnh Đồng Tháp mình đã cúng dường cái ngày lễ Thánh Tổ Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di vừa rồi được 300 vị rồi. Hôm nay con cúng dường thêm mấy trăm vị ở tại chùa Hưng Thiền nữa. Rồi đâu phải vậy, gia đình này lại phát tâm lúc 12 giờ trưa phát 500 xuất quà cho bà con nghèo nữa. Là đó rất nhiều Phật sự như vậy. Nhưng mà hồi sáng này quý sư cô hỏi con vậy chứ: sư phụ ơi, bữa nay công việc nhiều quá, sư phụ có đi giảng không? Con nói vẫn đi giảng bình thường. Vì con biết rõ quý Phật tử dành thời gian quý báu đến ngày trong các khóa tu, quý vị đã gác bỏ hết mọi thế duyên về đây lắng lòng muốn nghe học Phật Pháp, để hiểu biết được phần nào lời Phật dạy mà ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày, được ví như là một loại thực phẩm, một loại lương thực để nuôi thân mình, nuôi giới thân huệ mạng của mình, giống như một món ăn tinh thần. Mà nếu mà con không vượt qua được những chướng ngại đó mà không đến đạo tràng, thì phụ đi tấm lòng của biết bao nhiêu Phật tử về đây khao khát học hỏi chánh pháp, có đúng vậy không các vị? Cho nên con mới nói một câu vẫn đi giảng bình thường. Trước khi đi bước ra là con dặn cô này làm này, cô kia khâu kia, cô nọ khâu nọ, dặn dò hết rồi con mới bước lên xe. Rồi cái đi đến đây con giảng là về là còn rất nhiều Phật sự phải thực hiện nữa. Nhưng mà tới đâu mình tính tới đó. Vì sao? Vì cái mạng người chỉ trong hơi thở ra vào, mà mình nương vào cái hơi thở còn ra vô, nhịp tim còn lên xuống đó, để mình sống một ngày cho có giá trị, ý nghĩa một ngày, có thể làm được việc gì để phụng sự Tam Bảo, phục vụ chúng sanh, phụng sự chúng sanh. Đó chính là cúng dường cho chư Phật, đúng không các vị? Cho nên quý Phật tử ơi, mình gác bỏ hết muôn duyên rồi, về đây chỉ lo tu học, không có ngồi đây để lo lắng suy nghĩ cái việc nhà, cái việc đời, việc nhà của chúng ta giải quyết cả một đời này chưa hết, chưa xong đâu các vị. Khi vào đây rồi, vứt bỏ hết muôn duyên, bỏ ngoài cái cổng chùa, đi vào đây giữ cái tâm thanh tịnh để đón nhận cái giá trị cao quý của Phật Pháp, được không các vị? Được không? Dạ. Con hỏi thật, từ khi phát tâm đi chùa, phát tâm tu học Phật Pháp, quý vị có tin vào nhân quả không? Có không các vị? Có. Một khi quý vị nói đã tin vào nhân quả, khi làm việc gì quý vị có nghĩ rằng cái nhân mình gieo trồng nó đưa đến kết quả gì, quý vị có biết không? Có biết không? Cái biết mình gieo trồng cái nhân đó là cái nhân thiện hay là ác, có phân định rõ ràng chưa các vị? Nếu những hành động, nếu những lời nói, nếu những suy nghĩ nào mà nó làm tổn hại, làm đau khổ cho mình, cho người trong hiện tại và tương lai, đó là ác, dừng lại liền, bất thiện ác đó, dừng lại liền nghe các vị. Nếu những hành động, những lời nói, những suy nghĩ nào mà nó đem lại hạnh phúc, an vui, lợi ích cho mình, cho người trong hiện tại và cả tương lai, đó là thiện, lành, là phước báo, hãy tích cực phát huy, được không các vị?
Nếu mà quý vị biết được điều đó để làm chủ cuộc đời mình, phàm làm việc gì nghĩ đến hậu quả mình là người gặt hái, thì giữ vững lòng tin đối với đạo lý nhân quả, đối với lời Phật dạy, thực hiện cuộc hành trình trở lại cố hương. Con tin chắc rằng bằng năng lực của lòng tin, sự hiểu biết đúng đắn về nhân quả đó, nó sẽ giúp cho quý Phật tử đây có đầy đủ sức mạnh để vượt qua những chướng ngại của cuộc hành trình để đạt đến đích. Còn nếu không đủ lòng tin, ta sẽ bỏ cuộc ở giữa chừng thôi các vị ơi. Cho nên nhớ nha, đường tuy khó, không phải khó là vì ngăn sông, là vì cách núi, mà khó là vì lòng người ngại núi e sông. Hôm nay chúng ta không ngại núi e sông, mà chúng ta giữ vững niềm tin, ý chí lập trường. Ta biết rõ ngày nay ta gieo trồng cái nhân tốt lành để hồi hướng cầu vãng sanh, thì ta sẽ có cái quả tương ưng thấy Phật vãng sanh. Nhớ rõ điều đó nghe các vị. Hiểu rồi thì ai gieo cái nhân nào kệ họ. Người ta đối với mình ra sao hãy để nhân quả phán xử. Nhân quả là một vị thẩm phán, là một vị quan tòa xét xử rất công bằng và không bao giờ thiên vị một ai. Do đó quý Phật tử bằng niềm tin đối với đạo lý nhân quả, dè dặt từ cái nhân, không để cho mình gieo trồng cái nhân xấu ác, và đối với cái điều thiện lành thì tích cực gieo trồng cái nhân tốt lành, để đời sống hiện tại được bình an hạnh phúc. Và trên cuộc hành trình trở lại cố hương, bằng niềm tin đó chính là sức mạnh để giúp cho quý vị vượt qua những nghịch cảnh chướng duyên, thực hiện hết cuộc hành trình đạt đến đích đó các vị ơi. Đó là cái điều kiện đầu tiên, niềm tin sâu chắc nghe các vị. Kế đến, xin hỏi thật với quý Phật tử, quý vị có tha thiết, có muốn thoát khỏi cái nỗi khổ ta bà, để một đời này mình được giải thoát tam giới, được về Tây Phương Cực Lạc sống cảnh an lành? Quý vị có cái tâm nguyện tha thiết muốn được như vậy không? Có không các vị? Có thì quý vị nói lớn lên. Có không các vị? Có ha. Với tâm nguyện tha thiết đó, Ấn Quang Đại Sư đã khẳng định rằng: tự thị bất quy quy tiện đắc, cố hương phong nguyệt hữu thùy tranh. Tự mình chẳng muốn về, nếu ai muốn về, về liền được. Quê cũ trăng gió có ai tranh, vậy thì vãng sanh phát nguyện đi thôi. Non xanh nước biếc mặt người quẩn quanh, quê nhà chẳng chịu về nhanh. Hãy về ắt được ai dành với ta. Nếu quý vị muốn về, về liền được. Nhưng mà ai không muốn về, không về tới được đâu các vị. Quý vị có biết không, khi xưa Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, giáo chủ của cõi đó là Đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp, và Ngài nêu lên đây là một cảnh giới cực kỳ thanh tịnh, trang nghiêm, chánh báo trang nghiêm, y báo trang nghiêm. Người dân ở nước Cực Lạc không có tướng nữ nhân, không bị sanh già bệnh chết, mà sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già, không chết, không dời đi đâu, được thọ mạng vô lượng. Và Ngài cũng cho chúng ta biết rõ rằng ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một cảnh giới thuần vui, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, sự mặc ăn trân bảo dồi dào, không có nỗi khổ mong cầu, không toại ý. Ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc toàn là các bậc thượng thiện nhân, không có người xấu ác, cho nên chúng ta sẽ không gặp oan gia hội ngộ giống như đời này, và cũng không gặp người yêu kẻ ghét gì cả, cũng không gặp người yêu kẻ mến, sống nhớ nhung chết đến ly tan, gặp người oán ghét đa mang, khổ thai nghịch cảnh chung đàn mà đi. Đó là ở nơi thế giới ta bà, còn Cực Lạc không có điều này. Khi Ngài giới thiệu đây là một cảnh giới thù thắng trang nghiêm, khuyên chúng ta hãy phát lòng cầu sanh. Ngày nay quý Phật tử phát bồ đề tâm tu học và có cái tâm nguyện tha thiết muốn được giải thoát sinh tử luân hồi, muốn một đời này được vãng sanh, thì xin quý vị giữ tâm nguyện đó cho kiên cố trường diễn, không để cho chúng ta thối thất bồ đề tâm, phôi pha đi chí nguyện. Được không các vị? Được không? Và người muốn về Tây Phương rồi, giống như bây hôm nay quý vị sáng quyết tâm đến chùa Vạn Hạnh, cho nên bây giờ quý vị mới có mặt ở đây.
đúng không? Nếu mà quý vị không có quyết tâm đến chùa Vạn Hạnh, dù có ai lôi kéo thảy mình lên xe chở mình đến đây, chắc chắn quý vị sẽ không ngồi đây được đâu. Có chở tôi đến đây tôi đi ra tôi đi về, tại vì bắt buộc tôi, nhưng mà tôi không thích, đúng không các gì? Còn bây giờ quý vị thích, cho nên mình đã có mặt ở đây, thì muốn về Tây Phương cũng là Cực Lạc cũng vậy, quý vị có cái tâm ưa thích, hâm mộ, muốn được về thì đừng tham luyến đối với cảnh duyên Ta Bà này. Xả bỏ mọi tham luyến chấp trước đi các vị. Ta Bà là giả cảnh, trần gian giả cảnh có chi ham. Chúng ta có mặt họp mặt chung vui, sáng hôm nay có mặt trong đạo tràng, rồi chút xíu dùng cơm xong là quý Phật tử lại chia tay, mỗi người trở về nơi tư gia của mình. Thì cuộc đời cũng y hệt vậy đó. Rốt cuộc rồi chúng ta sẽ chia tay, có họp có tan, sẽ chia tay mỗi người đi mỗi hướng, mỗi người theo một cái hành nghiệp của mình đó, nó dẫn mình đi các vị ơi. Nếu quý vị muốn gặp nhau, hội ngộ cùng nhau ở một cảnh giới cực kỳ trang nghiêm vui đẹp, thì kính khuyên quý vị hãy phát tâm phát nguyện niệm Phật, dứt các điều ác, làm các việc lành, nhất tâm niệm Phật, lấy đó làm hành trang hồi hướng Tây Phương trang nghiêm Phật tịnh độ, được không các vị? Để huynh đệ chúng ta sẽ có cơ hội trùng phùng với nhau nơi cảnh giới an vui. Còn cõi đời này có họp có tan à các vị ơi, có vui có buồn, có đến có đi, có sanh có tử, chỉ về Tây Phương thôi. Một lòng về Tây Phương, về Tây Phương nghe các vị. Trong tâm của chúng ta luôn quán niệm Ta Bà chỉ là cõi tạm, tự nói với mình, đối với cuộc đời này tôi chỉ là một người lữ khách, đến rồi đi, nơi quán trọ Ta Bà thì bận lòng làm chi cái chuyện thương ghét giữa người và ta. Hãy hỷ xả và thứ tha tất cả, được không các vị? Nếu mình biết mình là người lữ khách tạm dừng chân ở trong một cái quán trọ, gặp nhau rồi mọi người sẽ chia tay, mọi người mỗi hướng, thì bận lòng làm chi? Tôi ghét cái bà đó, tôi ưa người này, tôi thương người này, ghét thương để làm gì? Chúng ta chỉ dừng chân trong cái quán trọ này rồi mọi người sẽ chia tay ra đi hết. Thôi bận lòng chi nơi quán trọ Ta Bà, và dứt bỏ đi cái niệm thương ghét hận thù kia, mà hãy đem tình thương ban rải cho nhau, cùng cứu giúp nhau để thoát khỏi cái nỗi khổ sinh tử luân hồi này, đáng sợ lắm các vị ơi. Mình có biết mình đang cùng chung một cảnh ngộ đó là gì các vị biết không? Cái cảnh ngộ mà chúng ta cùng chung đó là đang sống trong cái cảnh khổ Ta Bà, quá nhiều chướng ngại này, đúng không các vị? Mà gọi là ngũ trược ác thế. Nơi cõi đời này là cõi đời xấu ác, đầy dẫy những thứ trược dơ, không có gì mà tốt đẹp hết. Cho nên ở trong cảnh khổ Ta Bà đó, chúng ta phát lòng tu tập để chuẩn bị cho ngày trở về của mình. Do đó mà cái hành trình để trở lại cố hương, quý Phật tử phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng luôn các vị. Ai nói gì nói, một đường ta cứ chọn rồi ta đi. Ở ngoài kia người ta mời gọi xe nhiều lắm, người ta mời gọi lên xe tôi nè, lên xe tôi, có khi kéo mình lên luôn. Quý vị thấy mấy cái xe mà chở khách không? Họ giành khách kinh khủng không các vị? Mình thấy cái xe khách họ giành khách, mà có thể họ giành không cần biết là mình đi đâu, họ cứ kéo thảy mình, đẩy mình lên vậy đó, rồi lên đi rồi tính gì tính. Họ giành khách đến nỗi như vậy. Vì vậy mà quý vị phải biết chọn con đường của mình đi, chọn cái xe, chọn đi đúng hướng. Mình muốn đi về, quý vị muốn đi Tây Ninh, mà bây giờ nó không chở mình đi Tây Ninh mà nó chở mình xuống Cà Mau, vậy là mình tới Tây Ninh được không các vị? Quý vị muốn đi Đà Lạt mà quý vị không lên xe chuyến xe Đà Lạt, mà quý vị đi cái nó chở mình, cái chuyến xe nó chở mình ra Huế, vậy là mình tới Đà Lạt được không các vị? Không. Cho nên quý vị muốn về Tây Phương phải lên đúng xe, đi đúng đường. Tất cả những công đức phước lành mà quý vị tu tạo hiện đời chỉ mục đích mua vé về Tây Phương thôi, không quẹo ngã khác. Chọn con đường đúng đắn để đi.
Quý vị biết không, ngoài kia giờ này có biết bao nhiêu người mời gọi xe tấp nập mời gọi ta lên đó. Nhưng mà nếu quý vị không chọn đúng đắn cái cuộc hành trình của mình để leo lên xe, mà lỡ quý vị leo lên chiếc xe đó thì mình thấy ở ngoài nó cũng ngon lành lắm, nhưng mà lên xe rồi nó đóng một cái rầm tối tăm mày mặt, là lúc đó nó tối đen luôn, không biết nó chở mình đi đâu. Đến nơi rồi cái nói xuống hết, bà con cô bác ơi xuống, mau tới chỗ rồi. Bước xuống thấy một cái bảng trần dần, nhưng cái bảng đó có bốn chữ. Bốn chữ đó không phải là Tây Phương Cực Lạc, mà bốn chữ đó nó để là A Tỳ Địa Ngục. Rồi thua, thấy không các gì? Đi Tây Phương mà sao lộn tới địa ngục vậy? Tại sao vậy? Là mình bước lên xe không đúng chuyến xe các vị ơi. Đó là con nói cái cuộc hành trình. Tại chủ đề của chúng ta là hành trình trở lại cố hương, cho nên phải chọn đúng chiếc xe để đi. Mà xe của chúng ta đi là chuyến xe Tây Phương, đúng không các vị? Mà trên chuyến xe Tây Phương đó, xe nó chỉ có một chữ thôi, một chữ thôi nha các vị. Quý vị nhớ một cái chữ này, đó là chữ tu. Tu nghe các vị. Vậy mà mình bước ra con mắt mình nó cũng hơi kém, thấy tu, xe nó đậu dài mà để tu không. Nhưng mà nó len lỏi vào đó, nó thêm một cái dấu quyền mà mình không có để ý. Mình leo lên chiếc xe tu mà không tu, mà lại lên chiếc xe tù. Tù ở đây thêm một cái dấu quyền mà nó sai nghĩa hoàn toàn. Vì tu có nghĩa là sửa, mà tù đó là giam nhốt mình, phải không các gì? Nó ràng buộc, nó giam nhốt, nó trói buộc mình thì gọi là tù. Vậy thì quý vị thấy cái đời sống hàng ngày đó, quý vị tu tập, quý vị có tu không? Tu là sửa nha. Vậy thì mình có sửa không? Hay là hàng ngày mình để cho phiền não nó trói buộc mình, nó giam hãm mình trong cái ngục tù của dương thế, bởi những thứ tham sân si phiền não nó nung nấu, nó thôi thúc mình. Vậy thì mình có tu hay là tù các gì? Tu hay tù đây? Tù ha, nhất định tu. Mà tu là gì? Tu là sửa. Vậy mà mình không có sửa các vị ơi. Tham sân nghiệp chướng không chừa, bỏ bo mà giữ thì tương dương để làm gì? Tham sân si phiền não dãy đầy vậy đó, mà nói miệng ra tôi về Tây Phương tôi giảng sanh cực lạc. Bởi vậy mà người ta mới trêu chọc mình, ta nói ngoài miệng thì niệm Nam Mô, bên trong lại chứa một bồ giáo găm. Ngoài miệng là niệm Phật lâm râm, bên trong lại muốn đâm giết người. Bà mà tu gì, tu hú chứ tu gì. Ta nói mình vậy đó, thì mình phải kiểm điểm lại mình coi người ta nói có đúng không. Rồi còn có nhiều Phật tử nói thôi bây giờ nghĩ là không tu nữa, thấy tu phiền quá, ở ngoài đời đã phiền rồi, giờ vô chùa tu phiền nữa. Nói mà vô chùa thôi thì ai đi trước ngồi trước, ai đi sau ngồi sau. Bà Lợi mình đang mình lúi húi mình lại Phật, cái bà Lợi bà nắm áo tràng của mình bà kéo hỏi làm gì vậy, chỗ này chỗ tôi. Có không các vị? Có cái điều này không? Có đó nha. Có đúng không? Vậy chứ cái chỗ nào, cái chỗ của bà hai đó vậy? Có để tên dưới không? Vậy mà kéo đó nha. Chỗ này chỗ của tôi nè, bà xuống dưới. Có nhiêu đó là giận là buồn rồi. Chỗ của bà hả? Tôi cho bà tu luôn đi, tôi đi về. Có khi vậy đó nghe các vị. Cái chuyện nhỏ xíu mà bà nói cái này là cái chỗ của bà ha, rồi tôi nhường cho bà đó, bà vô đó bà tu đi, tôi đi về, tôi miễn tu luôn. Thì quý Phật tử thấy người tu của chúng ta mà chỉ hơn thua tranh đua giành chỗ ngồi kiểu đó thôi mà sanh ra phiền não. Mà khi cái tâm của chúng ta phiền não nó quấy động rồi, có thanh tịnh, có an lạc được không các gì? Vậy mà nói tôi đi tu khóa tu một ngày an lạc đó, có an lạc thật sự không? Quý Phật tử phải thực tập để mình sống trong sự thanh tịnh thì mới có được an lạc. Còn bây giờ cái tâm của mình bị quấy động đủ thứ hết, tham sân si phiền não nó quấy động mình, làm sao có an lạc được? Cho nên thôi buông xả đi các vị. Dành chỗ hả? Rồi nhường chỗ tôi đã làm sao? Đâu phải ngồi xích đây mới gần Phật đâu. Hãy lắng nghe đây, Đức Phật dạy như thế này.
Nếu có người ở hai bên tả hữu của ta đây mà không y theo chánh pháp để tu hành thì người đó cách xa ta ngàn dặm. Giả sử như có người cách xa ta ngàn dặm mà y theo giáo pháp để tu hành thì người đó gần ta trong gang tấc. Vậy thì quý Phật tử muốn gần Phật hay xa Phật? Muốn gần hay muốn xa? Muốn gần Phật thì phải làm gì? Y pháp tu hành mới gần Phật. Còn ngồi xích lên đây, ngồi trên cũng chưa phải gần Phật đâu nghe các vị. Con đang mở khóa tu ở tại chùa Hưng Thiền đó. Giờ này cũng có khóa tu 600 người nữa chứ. Ôi nó đủ thứ chuyện hết. Vừa khóa tu 600 người, vừa người mất, vừa người bị tai nạn, vừa người cấp cứu, mà phải giải quyết mọi vấn đề như vậy. Hiện tại bây giờ khóa tu 600 người, khóa tu xuất gia gieo duyên từ ngày mùng 7 tháng 2 cho đến ngày 14 tháng 2 nhân kỷ niệm ngày Bồ Tát Sĩ Đạt Ta xuất gia là ngày mùng 8 tháng 2 và nhân kỷ niệm ngày rằm tháng 2 là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập đại niết bàn. Hàng năm con tổ chức khóa tu xuất gia gieo duyên, quý Phật tử về đó để tu tập. Hôm nay đã tới ngày thứ tư rồi, tu được ngày thứ tư rồi. Vậy mà con cứ nói đi nói lại, nói tới khóa thứ 11 rồi mà vẫn không sửa được. Dành chỗ đến nỗi vậy nè. Các vị Phật tử mét nha, sư phụ ơi, sư phụ nhắc nhở đi, giờ trong cái phòng của con ở 30 người mà mấy bà dành chỗ đến nỗi 2 giờ 45 thức chúng, 1 giờ khuya mấy bà dậy lên dành chỗ rồi đó. Cái con phải nói gì sao đây? Con nói quý Phật tử ơi, quý Phật tử không cần dành chỗ ngồi gần ngồi trên để làm gì đâu. Mình cứ tùy duyên, đến giờ nghe tiếng kẽn, giờ nào việc đó mà mình thực hiện đúng cái nội quy khóa tu thì mình mới có được sức khỏe, mình tu lâu dài 7 ngày. Còn nếu không thì sẽ ngã bệnh thôi, chịu đựng không nổi đâu. Mới 1 giờ khuya, 10 giờ đêm ngủ mà mới 1 giờ khuya là lão mọ ngồi dậy để xúc miệng rửa mặt, lên dành chỗ, lên dành chỗ ngồi đó, lên ngồi trước đó là bắt đầu ngồi lưỡi không à. Có ngồi đi nữa cũng lưỡi cũng gật đầu, lưỡi gật đầu vậy nè, có tỉnh táo được đâu. Nhưng mà nói hoài cũng y vậy, cũng 1 giờ cũng lên dành chỗ. Còn đến giờ trưa đó là 1 giờ rưỡi là đánh kẽn thức chúng, mà 12 giờ đã lên dành chỗ rồi. Sao mà có đủ sức khỏe đây các vị? Mà con cứ nói, mình xét lại coi mình gần Phật hay là xa Phật nha. Mà muốn biết mình gần hay xa, ai y theo lời Phật dạy để thực tập, tu tập thì người đó dù xa Phật nhưng gần Phật trong gang tấc. Còn ngồi kế bên, ở hai bên tả hữu của Phật đó nhưng mà không y pháp tu hành mà cứ hơn thua, thương ghét được mất thị phi, phải quấy tốt xấu lấy bỏ, cái đó gọi là phàm phu thì cách xa Phật ngàn dặm. Đem cái tấm đó mà vào học Phật thì cách xa Phật ngàn dặm luôn các vị ơi. Hãy nên ghi nhớ điều này nghe các vị. Con mới nói quý Phật tử ơi, bây giờ mình đổi đi. Mình đổi cái gì? Đổi cái tâm muốn về Tây Phương Cực Lạc. Muốn về Tây Phương Cực Lạc thay vì cái tâm mình dành chỗ, dành ở cái cõi ta bà này, mình có dành đi nữa thì cũng là một cái cõi, một cái cảnh khổ vô vàng mà thôi. Thôi dành nhau về Tây Phương Cực Lạc được không các vị? Đổi hướng dành về Tây Phương, mà muốn về Tây Phương bỏ đi cái tâm phàm phu hơn thua được mất đó, bỏ đi cái tâm tranh giành đó. Bởi vì quý vị có biết không, Đức Phật A-di-đà tiền thân của Ngài gọi là vị vua tên gọi là vô tránh niệm, tức là không có một niệm tranh hơn thua đó các vị ơi. Vua vô tránh niệm là tiền thân của Đức Phật A-di-đà. Tại sao gọi là vô tránh niệm? Vô tránh là vô tranh đó nghe các vị, là không khởi lên một niệm tranh đua hơn thua với ai. Do đó mà Ngài tu hành, Ngài mới thành Phật hiệu là A-di-đà. Còn bây giờ mình muốn về cảnh giới của Đức Phật A-di-đà mà mình còn một niệm tranh đua giành giật hơn thua thì về được không? Quý vị biết rồi, đúng không các vị? Cái này là con nói rõ luôn đó.
Vậy mà nói cỡ nào, mỗi lần con đi giảng xong về qua bển thăm khóa tu, cái này, có người đến nói: sư phụ ơi, sư phụ nhắc nhở nữa đi sư phụ, dành chỗ nữa rồi, tại vì đông quá cho nên dành chỗ. Cái cuối cùng rồi con mới nói: hôm nay ngày đầu của khóa tu, ngồi như thế nào từ đầu đến cuối ngồi y hệt vậy, khỏi dành. Con nói vậy nha. Bây giờ quý vị đang ngồi đây thì từ đây cho đến ngày kết khóa luôn, 7 ngày ngồi chỗ này không, khỏi dành chỗ và cũng khỏi sợ mất chỗ. Đúng không các gì? Chứ không thôi là người ta cứ khởi lên cái niệm mất chỗ, dành chỗ, mất chỗ, dành chỗ mà không có nhớ đến Phật. Cái niệm này nó khởi lên rồi sao thanh tịnh được đây? Nhưng mà cái điều này Phật tử chúng ta vướng phải rất là nhiều. Đúng không các gì? Đúng. Thì quý Phật tử nhận ra khuyết điểm sửa sai nha. Đừng dành các chị ơi, tùy duyên đi. Mà mình biết nhường cho người ta cái sự tốt đẹp thì phước đức lớn lắm các chị. Công đức phước đức đầy đủ trong đó. Bởi vì mình không có một cái niệm tranh đua hơn thua giành giật, cái đó gọi là công đức rồi. Mà nhường cái sự tốt đẹp cho người để đem lại niềm hoan hỷ vui vẻ cho người khác, cái đó thuộc về phước đức. Đúng không các chị? Phước đức và công đức có đủ hết. Cho nên quý Phật tử nghe lời con khuyên, các vị buông bỏ hết đi. Nơi cái cảnh khổ ta bà, chỗ nào cũng vậy hết, toàn là đầy dẫy những thứ phiền não khổ đau. Cho nên chúng ta quyết lòng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, xả bỏ cái tâm tham đắm chấp trước nơi đây, mà thực tập mở trải tấm lòng từ bi hỷ xả trong quan hệ đối xử với nhau, trong mối quan hệ tình người. Chúng ta hãy vận dụng cái tâm từ bi hỷ xả, yêu thương và tha thứ, được không các vị? Được không? À, nếu mà được như vậy, quý vị ở chỗ nào quý vị cũng vui hết á. Chỗ nào cũng được. Biết rõ cái cõi đời này chỗ nào cũng là cái chỗ ta bà hết nha các vị. Rồi cái ai mà nói nặng nhẹ quý vị cái gì, cái quý vị nói Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi mỗi người mỗi tật, mỗi người có một cái tật khác nhau, đâu ai giống ai. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật, bỏ qua đi các vị ơi. Rồi cái ai mà có những lời thị phi, nói xấu mình, cái này cái nọ cái kia, mà mình vừa khởi lên cái tâm không vui, cái mình nói Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mỗi người mỗi khác, đâu ai giống ai. Rồi Nam Mô Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý nghe các vị. Nam Mô Địa Tạng Vương, mỗi người mỗi phương à. Đâu, mỗi người mỗi một phương, mỗi một chỗ ở khác nhau, mỗi một người có một cái tâm tính khác nhau, đâu ai giống ai. Thôi đi các vị, chúng ta cứ lẫn quẩn lanh quanh trong cõi ta bà, đến đi rồi cái được mất hơn thua tranh chấp thị phi, rồi cứ quẩn quanh nơi đây hoài. Thôi về các vị ơi. Về đâu? Về Tây Phương. Quyết định chọn con đường về Tây Phương. Ai hơn thua để họ ở lại cõi ta bà, ta nhất tâm niệm Phật để ta thưởng hoa miền Cực Lạc. Ai đúng ai sai mặc kệ người, phận mình ta lo giữ phận mình thôi. Nếu ta tìm lỗi nơi kẻ khác, ấy thế là ta đã lỗi rồi. Trước khi quý vị nổi trận bất bình, ta nên ngồi đại để lắng nhìn tự tâm, tự điều, tự chế, nhủ thầm rằng phàm phu khó tránh lỗi lầm xưa nay đó các vị ơi. Được không? Mỗi khi nói khi làm chúng ta quán sát tư duy như vậy, rồi buông xả hết, để cho cái tâm mình thanh tịnh nhẹ nhàng. Khi ta biết đời là cõi tạm phù du, đến rồi đi, không ai ở đây hoài đâu các vị. Trăm năm trong cõi người ta, giật mình ngó lại như là chim bao. Chung quy kẻ trước người sau, tấm thân quyển giả có nào bền lâu. Hoặc là một nắm mồ khâu chôn vùi ba tấc còn đâu vóc hình, hay là ngọn lửa vô tình đốt thiêu cháy rụi thân hình tro than. Cuộc đời có hợp có tan, nhất tâm niệm Phật để liên bang trở về đi các vị ơi. Đó là điều thứ hai mà con chia sẻ trong chủ đề ngày hôm nay. Những ai đang thực hiện cuộc hành trình để trở lại cố hương nên nhớ. Và điều thứ ba là quý vị nên nhớ điều gì nữa?
trên con đường ta đi đây nè các vị, mà mỗi khi quý vị gặp chướng ngại vật, các quý vị sợ dừng lại, hoặc là quý vị thấy cái cảnh gì vui tai đẹp mắt, các quý vị dừng lại để xem, để nghe, thì làm sao chúng ta có thể thực hiện hết cuộc hành trình để về đến đích. Giống như câu nói của người Anh, họ có một câu ngạn ngữ như sau: khi anh đi trên đường mà anh nghe tiếng chó sủa, anh dừng chân lại, hoặc là anh nản, anh bỏ cuộc, thì anh làm sao có thể thực hiện cuộc hành trình để đến đích. Cũng vậy, tiếng chó sủa hay là những chướng ngại vật trên con đường trở lại cố hương nhiều lắm các vị ơi. Có khi miệng đời họ nói đủ thứ, mình không có dám dí là tiếng chó sủa là miệng đời nha, nhưng mà con chỉ mượn cái ngạn ngữ của người Anh ta nói: khi anh đi trên đường mà anh nghe tiếng chó sủa, anh dừng chân lại, thì anh sẽ không bao giờ thực hiện cuộc hành trình đạt đến đích được đâu. Thì cũng vậy, khi quý huynh đệ nghe cái miệng đời họ nói cái này cái nọ cái kia, mình ăn chay họ cũng nói, mà mình đi chùa họ cũng chọc, họ mình niệm Phật họ cũng chỉ trích, họ cũng nói này nói nọ, mặc ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kiền ba chân, được không các vị? Được không? Và quý vị phải có được một cái, đã có một cái sự kiên trì vững chí rồi, mà bây giờ quý vị cộng thêm cái gì nữa? Tinh tấn thường hằng bước tới, dù mình biết rằng ở chướng ngại vật ở trước mặt mình, nhưng mà chúng ta nếu không vượt qua những chướng ngại vật đó thì làm sao chúng ta thực hiện hết cuộc hành trình. Trên con đường ta đi mà ta gặp cái gì nó chặt cản trở giữa đường, dời nó qua một bên để tiếp tục đi nữa. Hoặc là quý vị có lỡ dấp té ngã, đứng dậy đi tiếp, được không các vị? Phải tinh tấn tiến về phía trước, vì ta biết rõ rằng tử thần đang rượt đuổi phía sau, chỉ có một con đường duy nhất ở phía trước chạy, đó chính là con đường giải thoát, đúng không các vị? Mà nếu mà quý vị không thẳng hướng con đường giải thoát đó, tìm tới Tây Phương Cực Lạc, thì làm sao thoát khỏi tầm mắt của thần chết đang rượt đuổi sau lưng nè các vị ơi. Mà mình cứ bỏ thân sống chết không biết bao nhiêu lần rồi, cái thân sanh tử chúng ta bỏ lại từ vô thủy mãi cho đến ngày nay, nếu mà cái thân sanh tử đó bỏ lại mà chất hơn núi cả, hơn núi nữa. Cho nên quý vị ơi, hãy mạnh dạn tinh tấn tiến về phía trước. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu linh nơi đất khách ta bà, chỉ có tinh tấn là giúp cho chúng ta vượt qua tất cả, phải không các vị? Vậy quý vị có quyết tâm tinh tấn chọn con đường Tây Phương, thực hiện hết cuộc hành trình, không bỏ cuộc giữa chừng, có phát tâm phát nguyện để con đường tu tập của mình được tinh tiến mãi không thối lui, được không các vị? Tại vì có một số Phật tử nói: cô ơi, giờ con giải đãi lắm, nó hoại quá, bệnh tật trên thân nó mệt rồi, cái tới giờ mà công phu niệm Phật á, cái tự mình viện lý do: hồi bữa nay hoại quá, mình đi đứng nằm ngồi Phật chứng mình rồi, cần gì phải ngồi đó nữa, chịu nổi nữa rồi, mệt đi nghỉ. Hoặc là có nên niệm Phật thì cũng niệm cho có. Mình bị cái này nè nha, niệm cho có, vô lấy sao chuỗi lần lẹ cho nhanh, lần trăm tràng giống như mình quy định vậy đó. Mình niệm Phật công cứ trăm tràng chuỗi, niệm cho lẹ Di Đà Phật, 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 rồi đủ rồi, xuống. Mà không có cái sự chân thành, không có sự chân thật như vậy, niệm nhiều mà không có chân thành, không có chân thật, thì chẳng bằng chúng ta niệm ít mà mỗi câu nó chắc mỗi câu. Quý vị có thấy chỗ này không? Mình có lúc mình giải đãi lắm. Nếu mà quý vị ở nhà mà thiếu đi cái tinh thần mà giác ngộ cao, thống thiết đến nỗi vô thường, sự sanh tử, thì quý vị dễ dàng viện đủ lý do hết: ngày mai tôi có công việc đi xa rồi, thôi bữa nay nghỉ tu bữa đi. Rồi cái đi xa xong về cái: thôi tôi mới vừa đi về tôi mệt quá, thôi nghỉ bữa công phu đi. Cái này không phải Phật nói đâu, Phật không phải là con nói đâu, mà cái này là Phật nói đó.
Trong bài Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật đã nêu rõ cái tâm bệnh của phàm phu sanh ra những việc lười biếng giải đãi y cứ vào những điều sau đây. Ngày mai tôi có việc đi xa, bữa nay tôi nghỉ công phu. Khi đi xa về, tôi đã mệt rồi, tôi nghỉ công phu. Ngày mai tôi có việc quan trọng phải làm, tôi nghỉ công phu để lấy sức ngày mai tôi làm. Rồi cái làm xong rồi, trong khoảng thời gian tôi làm tôi mệt dữ lắm rồi, cho nên tôi về tôi nghỉ công phu nữa. Rồi bữa nay tôi bệnh ít, tôi bệnh, tôi sợ tôi công phu hồi cái tôi mệt tôi bệnh nhiều, cho nên để tôi dưỡng sức tôi ngủ nghỉ. Rồi cái khi bệnh nhiều rồi, cái nói tôi bệnh quá trời luôn, nó đau đớn, nó bức bách tôi quá, tôi làm sao tôi tu hành nổi. Rồi cũng bỏ công phu. Bệnh ít cũng không tu được, bệnh nhiều cũng viện lý do để không tu được. Rồi lúc mà mình đói cũng viện lý do, mình nói bữa nay tôi đi tu bát quan trai nha, về cái bụng đói meo luôn, ăn có bữa trưa không, chiều không ăn phi thời, thôi nghỉ tu bữa để ngày mai no rồi tôi bù. Rồi cái khi mình no cái nói ngồi nãy ăn lỡ cái chén cơm nó no quá, ngồi nó tức bụng quá, thôi để nghỉ đi, ngày mai tu bù lại. Chúng ta viện đủ lý do, từ cái đói cũng bỏ tu, từ cái no quá cũng bỏ tu, từ cái bệnh ít cũng bỏ tu, từ cái bệnh nhiều cũng bỏ tu, từ cái đi xa đi về rồi cũng giải đãi lười biếng bỏ công phu, có việc hay là việc đã xong rồi cũng giải đãi lười biếng bỏ công phu. Trong bài Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật đã nêu lên 8 căn cứ để sanh diệt, sanh ra sự lười biếng. Nhưng thật ra chúng ta không phải chỉ có 8 căn cứ đó không, mà đủ lý do, đúng không các vị? Cái người mà giải đãi lười biếng rồi đủ lý do hết trơn. Cho nên ở trong đạo Phật của chúng ta đòi hỏi tinh thần tự giác. Nhớ nghe các vị, tự giác đừng để người ta phát giác. Con thường khuyên dạy quý sư cô ở trong chùa, con nói như thế này: mỗi khi quý huynh đệ chỉ cần bưng một bát cơm lên ăn và quán niệm rằng bát cơm ai sắm cực lòng, ta ăn phải nhớ tầm công ơn người, vì nguồn sống phải mượn hơi, ví như chén thuốc chữa nơi bệnh tình, ráng tu trước độ thân mình, sao lo độ tận chúng sanh mê lầm. Thức ăn này từ đâu đem đến, phải chăng vì người mến đạo lành, thương ta chính chắn tu hành, thảo lòng nhịn miệng kính thành cúng dân, tai thọ lãnh bâng khuâng tự nghĩ, đức hạnh mình thọ thí đáng không. Xét lại coi, cái công lao của người đàn diệt quá nhiều đem đến để cúng dường cho ta. Hôm nay chúng ta thọ nhận, thử hỏi mình đức hạnh có đầy đủ để thọ nhận hay không. Chỉ nhiêu đó thôi thì không thể nào lười biếng giải đãi được. Còn quý Phật tử, con kính gửi một lời khuyên: tuy bây giờ quý vị ăn cơm của mình, tài sản của mình một đời dành dụm, đến lúc tuổi già mình hưởng, hoặc là sống nhờ vào con cháu trong lúc tuổi xế chiều, thì quý Phật tử cũng nên nhớ, ngày nay mình còn khó bảo đảm được ngày mai, đúng không các vị? Dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai, nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau, xót duyên kiếp vì sao ngắn ngủi, chấp thân chi để tuổi vì thân, sự vui những ước vô ngần, nào hay vui mãi là nhân chát sầu đó các vị ơi. Ngày nay chúng ta hiểu biết cái sự sống chết vô thường đó, còn hơi thở ra vô một ngày nào tiếp nối bằng câu hồng danh A Di Đà Phật, theo Phật về Tây Phương, vì chúng ta đã chọn hành trình về Tây Phương, đúng không các vị? Phải thực hiện cho trọn vẹn. Mà muốn được về bên Phật thì ngày nào cũng nhớ Phật, niệm Phật, gọi Phật A Di Đà Phật. Lúc nào trong tâm của chúng ta cũng có A Di Đà Phật, đừng để mất chánh niệm. Bởi vì một phút buông lung mất chánh niệm thì ác ma sẽ xuất hiện. Và khi ác ma xuất hiện đó, nó sẽ phá hoại chúng ta và dẫn dắt đưa chúng ta vào hiểm lộ đó các vị ơi. Cho nên quý Phật tử phải sáng suốt, nhìn thấy rõ đạo lý nhân quả, đặt
trọn vẹn lòng tin vào nhân quả rồi, phàm làm việc gì nghĩ đến hậu quả mình là người gặt hái, biết dừng lại những nghiệp nhân sai trái và biết phát triển những cái nhân tốt lành. Rồi kế đến, quý Phật tử đây là hằng ngày quý vị phải có tâm nguyện tha thiết chọn con đường Tây Phương, khao khát muốn được về Tây Phương cực lạc, không còn tham luyến bất kỳ một cái điều gì ở cõi đời này, đừng để cho nó trói buộc, đừng để cho mình dính mắc, thì quý vị mới thông dong tự tại thẳng hướng theo cuộc hành trình về cố hương được. Còn nếu mà quý vị còn dính còn mắc, thấy cảnh vui tai đẹp mắt, cái lưu luyến mình tấp vào đó chơi, đường còn xa mà trời đã về chiều, cuộc đời của mình là cái tuổi xế chiều rồi mà đường về Tây Phương còn xa lắm, không có đủ thời gian để xem qua ngắm cảnh nữa đâu, không có đủ thời gian để quý vị tấp bờ tấp bụi vui chơi chỗ này vui đâu chút đó nữa đâu các vị ơi. Tử thần đang rượt đuổi sau lưng, mau chạy cho thiệt lẹ nghe các vị. Cho nên đối với cảnh duyên ta bà này, ta không lưu luyến, không dính mắc cái gì, thông dong thẳng hướng cuộc hành trình, chỉ muốn về đến đích, gặp lại cha già A-di-đà Phật, gặp lại mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ-Tát ở cảnh giới tịnh độ liên bang, được không các vị? Và phải phát khởi cái tâm tinh tấn, nỗ lực phấn đấu không dừng, dù con đường ta đi có gian nan, nhưng mà nỗ lực tinh tấn, tinh tấn, tinh tấn nghe các vị. Nếu mà quý Phật tử chỉ cần ba điều kiện đó thôi là con đường trở lại cố hương, quý vị sẽ vượt qua được tất cả những chướng ngại, nhờ năng lực của lòng tin tạo thành sức mạnh giúp cho chúng ta vượt qua hết. Và nhờ cái tâm nguyện tha thiết của quý vị chỉ nhắm một hướng về Tây Phương cực lạc, cho nên chúng ta không để cho mình lạc vào cái cảnh giới khác. Và nhờ quý Phật tử có sự tinh tấn, mỗi một bước chân vững chắc tiến tới phía trước, không chùn chân, không nản chí, không mỏi gót dừng lại, thì quý vị dầu đường có xa, Tây Phương xa tích tận chân trời, một niệm chí thành tinh tấn sẽ thẳng đến nơi. Khi đi chẳng nhọc mang giày dép, mỗi bước hoa sen nở đón mời. Kính chúc cho quý Phật tử niềm tin được xây dựng kiên cố, chí tu học được vững bền, đài sen chính phẩm ghi tên, cực lạc gia hương gửi chất, đạo nghiệp một đời hoàn tất, lợi sinh công hạnh vuông tròn. Giờ này tất cả chúng con một lòng sắt son kiên thể, đạo tràng nghiêm trang kính lễ, ngưỡng cầu từ phụ chứng minh, nguyện cho tất cả chúng con được vãng sinh Tây Phương cực lạc. Và ngay bây giờ chúng con xin phát nguyện thực hiện cuộc hành trình trở lại cố hương, nương nhờ đức từ phụ soi sáng dẫn đường cho tất cả huynh đệ chúng con vượt qua mọi chướng ngại để trùng phùng hội ngộ nhau nơi Tây Phương lạc cảnh. A Di Đà Phật. Xin thân trọng kính mời quý Phật tử đồng đến dậy hồng hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ